Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin biểu tình lan rộng, giai cấp công nhân bị bỏ đói. Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành chính quyền với tuyên bố họ là đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, trong vài chục năm nay thì những cuộc đình công của công nhân khi quyền lợi của họ bị bóp nghẹt quá mức lại không được Đảng Cộng sản ủng hộ. Không những thế, họ còn quy chụp cho công nhân những từ ngữ ghê gớm như kích động, quấy rối hay ngừng việc tập thể với động cơ xấu. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã có bài bình luận phân tích về vấn đề này được đăng tải với tựa đề "Đình công là vấn đề nhạy cảm, chính quyền lo ngại nguy cơ lan rộng". Chỉ ít ngày sau Tết Nhâm Dần 2022 đã xảy ra gần 30 cuộc đình công trong cả nước, ngừng việc tập thể tại các công ty có yếu tố đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 100% vốn hay liên doanh. Thực trạng này chưa từng có trong các năm trước, nhiều cuộc ngừng việc tập thể xảy ra thời gian qua do lương, thưởng Tết và việc thay đổi hình thức trả lương, thưởng của doanh nghiệp mà người lao động chưa đồng tình. Đây là hình ảnh đình công tại công ty tại Hà Nội ở Bắc Ninh và công ty tại Nghệ An trong tháng 2 năm 2022. Một số địa phương có vụ việc nổi cộm được báo chí đưa tin nhiều là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Ninh. Chẳng hạn gần 5.000 công nhân ở công ty giày da Việt Glory ở tỉnh Nghệ An đã quay trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ việc tập thể để đòi quyền lợi khi được tăng lương cơ bản và có cam kết thay đổi thái độ ứng xử của cán bộ quản lý của công ty. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện đang rất lo ngại nguy cơ lây lan đình công tại nhiều tỉnh, thành phố và mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phải ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Đình công là một vấn đề cần thiết, cấp thiết và phức tạp đối với các cải cách thể chế khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Động lực thị trường mạnh mẽ với làn sóng đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy kinh tế có xuất phát điểm thấp, tăng trưởng nhanh chóng như một sự bảo đảm tính chính danh của Đảng. Nếu tách biệt tương đối với các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ vân vân thì thị trường lao động vì lý do ý thức hệ có quá trình chuyển đổi chậm chạp hơn cả. Việc ban hành Bộ Luật Lao động vào năm 1995 là một bước tiến thể chế hóa nhưng nhiều nội dung không phù hợp với kinh tế thị trường, nên cho đến nay đã phải sửa đổi rất nhiều lần. Trong đó có điều khoản về đình công theo quy trình phức tạp, thiếu tính khả thi. Việc duy trì quá lâu chế độ biên chế nhà nước, bộ máy hành chính cồng kềnh, phình to, hệ thống tiền lương thống nhất, lạc hậu, dung dưỡng tính quan liêu, cửa quyền và các hành vi tiêu cực của công chức. Đây là hình ảnh các công đoàn luôn được tổ chức hoành tráng, tuy nhiên ít khi công đoàn tham gia trực tiếp đòi hỏi quyền lợi cho người lao động. Việc giải quyết tranh chấp lao động mang tính hình thức, cơ chế ba bên là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện của nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động đại diện cho người lao động và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nên quyết định về lương tối thiểu là không thể mang tính độc lập. Việc cam kết với quốc tế như tổ chức lao động và điều kiện cũng như quyền lợi của người lao động trong ký kết tham gia các hiệp định thương mại và đầu tư đối với nước ngoài và thực thi thì luôn bị trì hoãn. Việc tự hình thành và thành lập các tổ chức công đoàn độc lập trong nước đều bị coi là trái pháp luật và bị trừng phạt, bắt giam, vô tội vạ. Như hậu quả của môi trường luật pháp và hành chính nêu trên, những cuộc đình công sau Tết Nhâm Dần cho thấy một số vấn đề sau không đúng theo quy định về đình công trong Bộ Luật Lao động. Những công nhân tự phát nghỉ việc và tụ tập không thấy xuất hiện người cầm đầu nhưng nghiêm khắc và xử lý hành vi kích động, ngừng việc tập thể với động cơ xấu đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cảnh báo. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Lao động với tựa đề "Nghiêm khắc xử lý hành vi kích động, ngừng việc tập thể với động cơ xấu". Trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nhận định rằng đây là một bài báo lưu manh. Nguyên nhân chủ yếu là lương thấp, đời sống khó khăn do Covid-19 và giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng rất cao. Vai trò công đoàn hết sức mờ nhạt. Chính quyền vào cuộc xử lý như trường hợp ở tỉnh Bắc Ninh là các cơ quan chức năng như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Công an tỉnh,
lãnh đạo các công ty, viện dẫn luật như các điều khoản về lương tối thiểu đứng về phía giới chủ sử dụng lao động. Thời gian đình công thường kéo dài khoảng trên dưới một tuần sau khi một số yêu cầu của người lao động được thỏa mãn. Đình công là vấn đề nhạy cảm đối với chế độ vì bản chất chính trị. Đình công có lịch sử hàng trăm năm gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và sự phát triển tư bản chủ nghĩa. Và đình công bị cho là xấu xa dưới góc nhìn ý thức hệ cộng sản dựa trên tư tưởng Marx Lenin về xóa bỏ bóc lột sức lao động và đấu tranh giai cấp. Động cơ và hành vi làm việc vì tập thể được kiểm soát bởi cơ chế kế hoạch hóa thông qua các tiêu chuẩn định mức lao động. Cơ chế tiền lương thống nhất trên cơ sở tính hao phí lao động, thi đua thay cho cạnh tranh, thu quốc doanh thay thế lợi nhuận, vân vân. Mô hình trên không còn tồn tại, bởi vậy việc tránh bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều là điều kiện tiên quyết để tạo lập môi trường phát triển cho các yếu tố thị trường lao động. Xã hội chủ nghĩa là huyền thoại, nhưng câu hỏi đến khi nào là thực tế sẽ luôn thách đố những người tham vọng quyền lực, mà trong đó đứng đầu là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đình công là vấn đề thời sự và thời đại gắn với sự vận động của thị trường và cần được giải quyết bằng các giải pháp thị trường có tính đến cả hai mặt trái, ưu thế và khiếm khuyết cố hữu của nó. Đây là hình ảnh trong thời tiết mưa phùn giá rét, gần 5.000 công nhân thuộc công ty Venkery vẫn biểu tình đình công tại Ninh Bình. Adam Smith từ năm 1776 đã nhìn thấy sức mạnh của thị trường đồng thời với khả năng băng hoại đạo đức, tha hóa quyền lực. Nhiều nhà tư tưởng vĩ đại khác trong thời gian khai sáng và cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã đặt nền móng cho môi trường tự do kinh doanh và chế độ dân chủ kiểm soát quyền lực hiệu quả. Thomas Piketty, nhà kinh tế học người Pháp trong công trình có tiếng vang là Tư bản trong thế kỷ thứ 21, đã đưa ra cảnh báo rằng trong thế kỷ 21 này, sự phân hóa giàu nghèo, sự bất bình đẳng như mặt trái cố hữu của thị trường, một đặc điểm của chủ nghĩa tư bản vẫn bám đuổi loài người như một xu hướng. Bởi vậy, quan điểm, cách tiếp cận và giải pháp đối với đình công là cấp thiết đối với Việt Nam, nhưng phải toàn diện và lâu dài. Kiểm soát đình công phải mang tính thị trường, đồng thời với cải cách chính trị và thị trường nói chung. Ở đây nhấn mạnh hai đề xuất quan trọng cho vấn đề đình công, xuất phát từ thực tế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và những yêu cầu thực tế là cải cách chính trị phù hợp với thị trường. Đây là hình ảnh dưới sức ép của cuộc đình công, ban lãnh đạo công ty Việt Glory ở Nghệ An buộc phải nhượng bộ công nhân sau một tuần đình công. Đầu tiên là thiết lập cơ chế độc lập và hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cơ chế giải quyết thông qua đối thoại, trong đó thành lập các tổ chức công đoàn thực sự đại diện, độc lập và chuyên biệt nghiệp trong đồng thời với cải cách thể chế, luật pháp và chính sách có liên quan. Giá nhân công cần được xác định trên thị trường lao động nhưng hiện đang phải duy trì ở mức thấp để thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này bất lợi với người lao động tại Việt Nam. Hai là cải cách thị trường lao động mạnh hơn, trước hết là xóa bỏ biên chế nhà nước, hoàn thiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Vấn đề đã được khởi động, thực hiện dở dang và đang gặp sự chống đối bởi sự tha hóa quyền lực và lợi ích nhóm. Điều này được chứng minh bởi những vụ án trục lợi do quản lý yếu kém của ngành y tế và giáo dục hiện nay. Cùng với sự thâm nhập sâu rộng của thị trường trong thời gian tới thì đình công có thể tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, sự nhạy cảm và tính chất phức tạp của đình công tùy thuộc vào cải cách chính trị và thể chế theo hướng thị trường. Hy vọng các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động cần thông qua cơ chế đối thoại, dân chủ và văn minh, bởi vì triệt tiêu nó bằng chuyên chế là không thể. Kính mời các bạn xem bản tin Khi Đảng Cũng Phải Tự Kiểm Duyệt, Chống Quân 3 chấm xâm lược. Hành động hèn nhát của Đảng Cộng sản Việt Nam khi viết lại lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979 khiến rất nhiều người bức xúc. Tác giả Trạch Văn Đoàn đã có bài phân tích việc này với tựa đề là Khi Đảng Cũng Phải Tự Kiểm Duyệt, Chống Quân 3 chấm xâm lược. Bài này được đăng trên trang Blogger của Đài Á Châu Tự Do. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2009 ở Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã tổ chức công bố Văn kiện Đảng toàn tập. Đây là lần đầu tiên
toàn bộ các văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến thời điểm đó được tập hợp để xuất bản một cách có hệ thống. Trong các bản tập in văn kiện vào năm 1979-1980, những phần liên quan đến cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979, từ Trung Quốc bị cắt bỏ, thay bằng dấu 3 chấm. Đây là hình ảnh người dân tưởng niệm ngày Trung Quốc mở cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam 17 tháng 2 năm 1979 ở Hà Nội vào hôm 17 tháng 2 năm 2016. Ví dụ các văn kiện của Đảng thời đó viết chống quân Trung Quốc xâm lược thì văn kiện Đảng toàn tập ở thập niên 2000 khi in lại đã tự kiểm duyệt thành chống quân 3 chấm xâm lược. Dưới đây là ảnh chụp vài trang trong các tập 40, tức là văn kiện năm 1979 và 41 của năm 1980. Toàn văn bộ tư liệu này có trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở điểm nói trên, cả bản in và bản online đều giống nhau, hai chữ Trung Quốc đã bị Đảng cắt bỏ, thay bằng dấu 3 chấm. Trang 117 tập 40 viết rằng, quyết định của Bộ Chính trị thành lập quân đoàn 5 thì viết, căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 3 chấm. Không rõ Đảng Cộng sản Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của ai, vì quân xâm lược được ghi bằng dấu 3 chấm như vậy. Tập 40, trang 118, in quyết định của Bộ Chính trị vào ngày 5 tháng 3 năm 1979 về việc thành lập quân khu thủ đô cũng viết rằng, căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 3 chấm, xét đề nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Không rõ ai xâm lược và Đảng thành lập quân khu thủ đô để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của ai. Tập 40 của năm 1979, trang 131, in thông chi của Ban Bí thư vào ngày 26 tháng 3 năm 1979 về việc bảo vệ tài liệu của Đảng cũng viết rằng về cuộc kháng chiến chống bọn phản động 3 chấm xâm lược. Không ai biết hồi đó Đảng chống bọn phản động xâm lược nào. Xem tập 40 trên trang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 41 in các văn kiện vào năm 1980, trang 18 thì viết rằng cảnh giác trước việc Mỹ và 3 chấm xúc tiến liên minh quân sự. Cũng không biết Mỹ xúc tiến liên minh quân sự với ai và Đảng phải cảnh giác với ai. Đây là hình ảnh văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều trang ghi cuộc chiến tranh xâm lược 3 chấm, chứ không ghi rõ đó là Trung Quốc. Tập 41 trên trang Đảng Cộng sản Việt Nam, cả hai tập 40 in các văn kiện vào năm 1979 và 41 in các văn kiện vào năm 1980 đều được xuất bản năm 2005 tại Hà Nội. Vào năm 2005, vào ngày 17 tháng 1, đầu năm mới, Trung Quốc giết hại ngư dân Hậu Lộc, Thanh Hóa. Tuy nhiên, ở Việt Nam lúc đó vẫn chưa xảy ra các điểm nóng biểu tình chống Trung Quốc như mấy năm sau đó. Và việc xóa bỏ ký ức cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc của năm 1979 ít nhất được thực thi sớm hơn thời điểm xuất bản tập 40 và 41 của văn kiện Đảng toàn tập. Mới đây, trên trang Diplomat, tác giả Travis Vincent cho biết, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 của Việt Nam vào năm 2001 chỉ dành có 24 dòng cuối sách để kể lại cuộc chiến tranh, nhưng đến phiên bản vào năm 2018, phần kể lại cuộc chiến tranh này chỉ còn có 11 dòng. Bài viết nói trên của Travis Vincent cũng dẫn lời một giáo viên trung học môn sử ở Hà Nội phân tích về chiến thuật của người soạn sách và hệ thống thi cử để khiến học sinh không học những đoạn ngắn ngủi đó như sau. Đưa vào cuốn sách giáo khoa, tức là học ở thời điểm cuối lớp 12 khi học sinh phải căng thẳng thi tốt nghiệp trung học. Và Bộ Giáo dục không bao giờ đưa nội dung cuộc chiến năm 1979 vào đề cương ôn thi, nên giáo viên cũng không dạy và học sinh cũng không học. Như vậy, 11 dòng về cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa vào sách giáo khoa chỉ để điểm danh mà thôi. Đây là hình ảnh tù binh của Trung Quốc bị Việt Nam bắt giữ vào tháng 2 năm 1979. Một bên soạn thật ngắn và bố trí ở cuối cuốn sách, một bên không đưa vào đề cương ôn thi đại học. Người soạn sách giáo khoa và lãnh đạo ngành giáo dục đã phối hợp cùng nhau để vô hiệu hóa 11 dòng ngắn ngủi đó. Có thể nói những biểu hiện nói trên trong sách giáo khoa và ngành giáo dục ở Việt Nam có thể chỉ là ngẫu nhiên hay không, câu hỏi được đặt ra. Và việc Đảng Cộng sản Việt Nam tự kiểm duyệt văn kiện của chính mình, không dám nhắc đến tên Trung Quốc ngay cả khi in lại văn kiện cũ, chứng tỏ vào thời điểm đó, năm 2005, chính sách xóa bỏ cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc khỏi lịch sử là một chính sách nhất quán,
được chỉ đạo từ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng xuất bản bộ văn kiện Đảng toàn tập cũng có thường trực Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phan Diễn là Chủ tịch Hội đồng, Nguyễn Đức Bình là Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Di Quý, Đặng Xuân Kỳ và 9 vị khác. Ông Nguyễn Phú Trọng khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Một số học giả cho rằng từ sau năm 2014 khi Trung Quốc đem giàn khoan 981 vào sâu vào đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thái độ của chính phủ Việt Nam đã thay đổi. Nhiều buổi lễ kỷ niệm cuộc chiến được phép tổ chức. Tuy nhiên, các học giả này chưa lưu ý đến sự thực là tác nhân tạo ra sự thay đổi này là các cựu chiến binh, chứ không phải nhà nước Việt Nam. Họ tự tổ chức các buổi tưởng niệm đồng đội của họ hy sinh vào năm 1979 ở chiến trường Vị Xuyên năm 1984. Họ là những người nhà nước không thể đàn áp, cũng không tìm được lý do để đàn áp. Mặt khác, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 vẫn tiếp tục duy trì độ dài 11 dòng của cuộc chiến tranh xâm lược vào năm 1979 và bố trí ở tận cuối cuốn sách. Học vào thời điểm sắp thi tốt nghiệp và nội dung này không được đưa vào đề cương ôn thi, nên hiếm có giáo viên và học sinh nào dạy và học về nó. Đây là hình ảnh một đơn vị pháo binh của Việt Nam chống trả lại quân Trung Quốc xâm lược dọc đường biên giới 230 km ở tỉnh Lạng Sơn với Trung Quốc vào ngày 23 tháng 2 năm 1979. Cuối cùng, sau một vụ giàn khoan 981 năm 2014, lúc này lúc khác, nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã có những động thái tưởng nhớ về cuộc chiến. Nhưng cách tưởng niệm dường như là để nắm lấy ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc, tương tự như cách họ xuất hiện cùng đội tuyển bóng đá mỗi khi thắng trận bóng nào đó, nhiều hơn là nhận thức do đúng đắn về lịch sử. Cuộc tiến công vào năm 1979 của Trung Quốc là một cuộc xâm lược, nhưng nó nhắm đến việc đánh chiếm lãnh thổ như các cuộc xâm lược trước đó. Việt Nam bị đánh vì lãnh đạo Hà Nội là Lê Duẩn đã mắc những sai lầm có tính lịch sử khi không thể nhận thức đúng đắn và sự xoay chuyển của cục diện quốc tế đương thời. Xóa bỏ khỏi ký ức dân tộc về cuộc chiến xâm lược vào năm 1979 của Trung Quốc cũng nguy hiểm, giống như kích động tinh thần chống Trung Quốc bằng mọi giá. Trên mọi lĩnh vực, chống chỉ để chống mà không có mục tiêu cụ thể gì như thời Lê Duẩn thập niên 1980. Sử dụng chủ nghĩa cực đoan của dân tộc là điều không thể tránh khỏi đối với người làm chính trị thời nay, nhưng sẽ là một nguy hiểm cho một nước Việt Nam nếu như trong nội bộ các vị lãnh đạo không hiểu đúng bản chất của cuộc chiến năm 1979. Tác giả Trạch Văn Đoành đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. 43 năm trước, cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhưng hết sức đẫm máu đã diễn ra giữa hai nước, giữa Trung Quốc và Việt Nam, từng được mệnh danh là hai người anh em cộng sản. Trung Quốc tuyên bố muốn dạy cho Việt Nam một bài học. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khi đó. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, 600.000 quân Trung Quốc và 9 quân đoàn chủ lực gồm hơn 2.500 khẩu pháo, 500 xe tăng và thiết giáp đồng loạt vượt biên giới tiến vào 6 tỉnh của Việt Nam bao gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu. Vào ngày 18 tháng 2 năm 1979, trang nhất tờ báo Nhân dân của Việt Nam đăng toàn văn tuyên bố của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc và nêu cao quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình cũng tuyên bố Trung Quốc đã đạt được những chiến thắng về chính trị và chiến thắng chung cuộc. Đồng thời khẳng định quân Trung Quốc đã có thể tiến thẳng tới Hà Nội nếu muốn. Thống kê cho thấy phía Trung Quốc có 21.700 người chết và bị thương, còn phía Việt Nam có 60.000 người chết và bị thương. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cũng chia sẻ cảm xúc của ông với tư cách là một người lính vào thời điểm đó như sau. Mỗi năm đến ngày 17 tháng 2, tôi lại cảm thấy như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cái khí thế hừng hực, hào hùng của những năm chống bành trướng Trung Quốc và chống Khmer Đỏ để bảo vệ đất nước, nó khác với tâm lý hiện nay.
Hiện nay, riêng bản thân tôi thì vừa tự hào vừa ấm ức vì có một cái gì đó trong quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước giữa Việt Nam và Trung Quốc mà chúng tôi vẫn chưa được nghe giải thích.